ghế chơi tay. Chạy bị chạy ngàn xa khó không lấy được cho cũng đẹp quá trời đã ở quýt hồi xưa đây là nhà ở vòng vòng đây giải tỏa hết luôn bởi tắm nãy giờ mình đi xe hơi mà nó chạy từ dưới lên đây giờ nó làm chạy dài ngó trên cao thấy chạy dài lên chợ bãi biển á xe điện nè đó, xe điện à Út quay với lại xe điện không cái đặc điểm ở đây là cây nó con Vũng Tàu trồng lên không được cái này như cây dương mà cây dương nó tỉa làm dáng cũng dễ thương á ha nhưng mà mình nói đặc điểm ở đây là trồng được mà thằng Vũng Tàu trồng cây nó không lên được có là do khí hậu nữa không ta chứ nó cũng tưới nước ngọt đi vậy có khác gì đâu mình phải đi tàu qua chứ anh đúng rồi nhưng mà ý nói đường ra để xuống cái bến á rồi là mình
mình đi là gần gần cái điểm đó thôi chứ dạ, không không cùng hướng lắm. Mình không có nhìn thấy hồ cá. Hồ cá là này là đi xuống đi qua cái hồ cá Chí Quyên không à em? Là mình đi là một lát là mình đi gọi là đi đi gần gần ngang cái hướng của bến tàu đây. Thành phố Nha Trang anh. Đúng rồi, đó. Đó, cao cao á. Khu vực đó mình đó đường Trần Phú hồi xưa mình tắm á nhớ không Út? Hồi được bây giờ mới nó đi rồi con nhỏ chị hai em mới chưa chừng 3 tuổi bây giờ là 22 năm rồi đó mình là cho Long An đi mua cái quên đó là cái công này đó cái đó trên đó là nó rất là đẹp ha à, thì toàn bộ khách du lịch là toàn bộ cho trong đó không ha à, chúng ta cho đó để tham quan ha à, thêm tham quan xong rồi thì mình sẽ đưa gia đình mình đi tới cái điểm khác, cái mỗi điểm nó đâu là mình sẽ giới thiệu cái đó rồi gia đình nghỉ ngơi chơi nó thoải mái hơn nha. Anh đã lấy số di động em đi tại vì tàu nó rất là đông, bây giờ ngày em đi phải lấy số có chuyện gì thì phải liên hệ bằng di động cho nó khỏe. Nãy xin số của anh kia. À số đó là đủ. Phải tổng số của em à. Em đến đây này nó.
Anh ở cứ ở bên đó đi. Đây đồ cá, đồ cá đẹp mình dừng được không anh? Sao? Dừng có chụp được không? À được anh. Hồi đó có phim 3D Vũng Tàu, giờ có phim 5D. Giờ không ăn như vậy tấm buồn đó, quay chữ tấm buồn nè đó. Rồi cái chỗ nào là cái nội dung chính, em chẻ nó hơi lâu lâu chút cho nó dừng lại chỗ đó lâu. Người đây lên cũng còn mãn nữa đó, tấm buồn lắm. Xuống đây coi công chúa ăn mè trời đất. Ra quay hết pin ra với sạc. Ừ, này đưa bộ nhớ hoài được không anh làm cho mày à? Cái chuyện nó đầy quá tôi. Hả? Đẩy nó, đẩy nó. Đúng rồi, em để trên đó rồi chị nào làm.